xu hướng bán hàng ghế massage hàng đã qua sử dụng của Nhật mà mọi người cần nên biết. Cái xu hướng thứ nhất đó là bán thật rẻ, bán những cái mẫu ghế cùng một mã này nhưng mà giá thật rẻ, và sẽ tìm những cái mẫu nào nó rẻ nhất hoặc là những cái mẫu xấu nhất về sửa chữa lại để bán cho mọi người. Và cái xu hướng thứ hai đó là bán đúng giá, đúng chất lượng, đúng dịch vụ và đúng cái cam kết của mình. Thì ghế Nhật Trần Sơn đi theo hướng thứ hai chứ không cạnh tranh về giá một cách tiêu cực. Nếu mà tập trung vào cạnh tranh về giá, bán những sản phẩm thật rẻ cho mọi người thì đồng nghĩa với việc là những cái chất lượng sản phẩm nó sẽ không được như ý. Cái thứ hai là cái dịch vụ nó cũng không được toàn tâm toàn ý nhất. Tức là bán xong một con ghế nhưng mà cũng không cảm thấy vui, và sau này khách có điện đến cần bảo hành hoặc là hỗ trợ xử lý như thế nào đó thì cũng không có chi phí để làm. Chính vì như vậy nên là ghế Nhật Trần Sơn không bán rẻ cái uy tín của mình bằng những cái sản phẩm chất lượng kém. Nên ghế Nhật Trần Sơn luôn luôn định hướng và đi theo một cái con đường, đó là bán đúng giá, đúng dịch vụ, đúng chất lượng và đúng cái chế độ bảo hành hậu mãi của mình. Không làm phá lát cái dịch vụ của mình bằng cách là bán những sản phẩm chất lượng kém, trà trộn hoặc là cạnh tranh giá một cách tiêu cực để sau đó không đảm bảo được cái dịch vụ cho khách hàng. Đấy, thì ghế Nhật Trần Sơn không làm như vậy. Nếu mà các anh chị mà cần những cái mẫu ghế rẻ thì vui lòng tìm đến những cái đơn vị bán thập cẩm, ví dụ như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa. Bởi vì những cái sản phẩm ở những đơn vị đấy thường nó sẽ lẫn đi theo cái hàng bãi nên là giá nó tương đối rẻ. Còn nếu mà mọi người cần đến những cái sản phẩm tốt, sản phẩm với cái dịch vụ nó đảm bảo thì mọi người hãy tìm đến ghế Nhật Trần Sơn. Shop thì không cam kết với mọi người là giá rẻ nhất, nhưng shop sẽ đảm bảo với mọi người những cái sản phẩm mọi người nhận được đó là những cái sản phẩm nó đảm bảo nhất, nó chất lượng nhất, nó nguyên bản nhất và nó có những cái dịch vụ sau bán hàng chuẩn chỉ nhất, tốt nhất cho mọi người. Đây là cái danh dự cũng là cái cam kết của ghế Nhật Trần Sơn với tất cả mọi người. Nếu mọi người cần những cái hàng rẻ thì nói thật luôn là bên shop thì hàng rẻ nó không có nhiều, rất là ít. Những cái sản phẩm nó ở cái mức dịch vụ thấp thì shop gần như là không bán. Còn những cái anh chị em nào mà muốn những sản phẩm nó tốt, nó đảm bảo và cái dịch vụ sau bán hàng chu đáo thì hãy chọn ghế Nhật Trần Sơn để có những sản phẩm tốt nhất nhé. Trước mắt mọi người cũng là một cái sản phẩm rất là tốt của ghế Nhật Trần Sơn mà shop đã mua đấu giá từ bên Nhật chuyển về. Tình trạng thì nó còn mới trên 95%, tất cả nguyên bản 100%, không có qua sửa chữa hoặc là thay thế bất kỳ một chi tiết nào, từ cái con ốc nhỏ nhất, đảm bảo với mọi người nguyên bản zin 100%. Đã hướng tới hàng tốt, dịch vụ tốt, sản phẩm tốt thì mình không có làm láo, đấy, nói với mọi người luôn. Còn nếu mà mọi người còn thích cái hàng rẻ thì nói thật sự mọi người là cùng một cái sản phẩm như thế này sẽ có những nơi người ta sẽ nhập những cái con chất lượng kém hơn, người ta bán rẻ cho mọi người. Còn những cái sản phẩm mà nó đảm bảo thì mua tại ghế Nhật Trần Sơn thì mọi người cứ yên tâm nhé. Lướt thì nó còn khoảng độ 95%. Mọi chi tiết này mọi người nhìn này, điều khiển này, đấy, bóng lư này, đấy, điều khiển bóng lư nhé. Vẫn còn nguyên cả catalog nhé. Da thì nguyên bản 100%, rất là đẹp. Chân này, tay này, lưng này, đây, lưng này, đây, da lưng này, cho mọi người xem này. Nó căng mỏng này, bên trong này, đấy, bên trong này, vải này vẫn còn đẹp, nó chưa có bị nhăn hay bị rách tiếc gì cả. Đấy, hàng dùng lướt và chuyển về qua hình thức là mua đấu giá ở bên Nhật mọi người nhé. Đây là
cái catalog này. Đây, quay xung quanh cho mọi người xem này. Đây. Đấy. Đây, chân này. Đấy, dưới chân này. Phần vai. Phía bên trên này. Đó. Vai bên trái này. À, tay bên trái này. Phía sau lưng này. Dưới chân này, đây ổ khóa này. Còn bên đây là tem này. Đấy, Panasonic 058 này. À, điện 100V công suất 135W này, có mã vạch này. Đó. À, mọi chức năng thì hoạt động rất là êm ngọt ngào. Đây. À, đây có sách này. Giờ bật test cho mọi người thử xem nhé. Đây. À, các cái phím bấm rất là nhạy. Đấy, bấm nhẹ ngay được. Đấy, 058 thì nó sẽ có 7 bài tự động 2 4 6 7. À, con này ngồi rất là thích luôn, cực kỳ thích. À, bây giờ mọi người cùng xem cái sách của nó thì nó có gì nhá. Đây, EPMA058 này. Đấy. Đây là nó thể hiện là nó xác định được các cái vị trí trên lưng này. Còn là đây là nó thể hiện được các cái bó cơ trên cơ thể này. À, cái con này nó hay lắm nhá, cái con lăn nó đẩy vào cả cái phần mông. Đây này, mọi người nhìn này. À, cái con 058 này nó hay cái là cái mông của nó đẩy cao lên, xong là cái con lăn ở bên dưới nó sẽ thò vào mông và nó dây cả hai bên mông của mình ấy. Đây này. Đây là nó xoáy tròn nhá, nó xoáy tròn ở hai bên mông luôn. Rồi nó đẩy vào mông này. Đẩy vào mông này. Đấy, rồi nó ngoáy một vòng ở hai bên mông. Đấy, các cái động tác làm vào mông này, mọi người thấy này. Đấy. Còn đây là lưng này. Tăng lưng này. À, nó đều là mô phỏng các cái kỹ thuật massage của người Nhật hết mọi người nhé. À, nó massage phần eo, vặn mình các kiểu này. Đây sách họ thể hiện khá là chi tiết này. Đây, massage đá nóng này, massage đá nóng các cái vùng vai gáy này. Đây, ấn bấm huyệt này. Đây. Các cái kỹ thuật massage đây này. À, trên nó vuốt sang hai bên này, vuốt xuống, vuốt lên này. À, đây này, xoáy tròn này, tê tròn này. À, ấn vào vai này, mượt vào vai này. À, đi vòng vuốt xuống này. Đây, nó thể hiện động tác này, mô phỏng này. Ấn vào vai này. Đấy, nó sẽ có nhiệt ở con ăn. Ở dưới đây thì nó sẽ thể hiện là massage chân này có sưởi ở chân này. À, ở đây nó thể hiện là 156 các cái động tác massage cơ bản của con ghế Pana này, quá nhiều luôn. Các 156 các cái kỹ thuật massage rất là nhiều. Và nó thể hiện đây này. À, nó cái con lăn nó mở rộng sang hai bên, nó mở rộng sang hai bên này. Chiều rộng tối đa là 21 cm và cái chiều hẹp nhất là 5 cm. Phần dưới này nó có thể mở rộng 25 cm. À, di chuyển lên xuống là 79 cm. À, bấm huyệt gan bàn chân. À, massage bấm huyệt tay. Đây các cái kỹ thuật massage. À, cái nó mô phỏng cái động tác nó day bấm vào một điểm này. Cái đường kính của nó chỉ có 1 cm thôi.
bấm huyệt chân này, bóp tay này. À, mông này. Đây là các cái kỹ thuật vuốt vuốt đốt sống cổ này, kéo giãn đốt sống cổ này, bấm huyệt này, bẻ vai này, đây giữ chặt cái vai và nó kéo bẻ này. À, con ăn ở phía đằng sau lưng nó sẽ đẩy ra này, vai nó giữ xuống này, nó tì xuống này. Đây này, nó mô phỏng cái động tác bẻ người này. Bên đây là kéo giãn đốt sống cổ này. À, bên đây là các cái động tác về vặn mình này. Đây, vặn mình thì nó sẽ mô phỏng đây là cái túi khí ở bên phải nó sẽ đẩy lên, bên này xẹp xuống vặn. À, đây các động tác này, đẩy lên và hai bên đẩy vào. Con lăn phía sau lưng đẩy ra này. À, rồi là động tác kéo chân này. À, kéo chân nó nâng chân lên và nó kéo xuống. À, đây là các cái động tác về ấn phía phần eo. Đây. Thì con lăn nó sẽ ấn như thế này. À, nó vuốt lên. À, sưởi toàn thân. Đây, các cái vị trí túi khí hoạt động. À, đây là cái bảng điều khiển của con 058. Cái này các cái chức năng hướng dẫn. Thì nếu mà anh chị em nào mua thì sẽ có cái hướng dẫn tiếng Việt kèm theo nhé. Đấy, nâng hạ mông này, nâng mông lên này, con ăn nó thò dưới mông này. Nó không đấm vòng dưới mông nhưng mà nó sẽ thò vào phần mông nó bấm nó đẩy. À, sử dụng cho những người từ 1m4 cho đến 1m85 này. À, nó phù hợp này. À, có hai cách để ngồi này, một ngồi mình để vào chân này, hai là mình ngồi thư giãn thì mình lật cái chân lại. À, có hai màu sắc, màu vàng be và màu đen này. Đấy. Đó. Nói chung là cái hàng của Panasonic thì nó là đẳng cấp rồi mọi người ạ. Mẫu này nó thương hiệu này, nó là thương hiệu toàn cầu rồi. À, có thể là mọi người không tin shop chứ còn với cái sản phẩm mà sản xuất từ Nhật thế này thì không thể không tin được. 100% sản xuất và phục vụ cho thị trường Nhật, chất lượng nó hàng đầu. À, massage cực kỳ là thích luôn. À, massage rất là thích. À, bấm huyệt cho ra một chân, đưa đẩy chân. Mình dựng chân lên. Đó. Đấy, ngồi rất là đã luôn. Đấy, anh chị em nào mà thích hoặc là quan tâm đến cái mẫu Panasonic mà A058 này có thể điện cho shop qua số điện thoại là 0964 480 666 nhé. Cảm ơn mọi người.